Bài 83, bảng thanh toán lương tháng 1. Ở đây ta có thông tin ở số thứ tự, mã nhân viên, họ tên, phòng ban, chức vụ, phụ cấp, lương cơ bản và thực lãnh. Ở đây ta có các bảng phụ là bảng tra phòng ban đây. Đây là bảng tra phụ cấp. Câu số 1, sử dụng công thức, hãy điền giá trị cho cột số thứ tự. Công thức thì các bạn có thể làm như sau nhé. Các bạn gõ gì đấy? Gõ 1, xong các bạn ở dưới các bạn bảng, ở trên này các bạn cộng với 1. Đấy, thì các số thứ tự này các bạn kéo xuống nhé. Đấy, nó sẽ số thứ tự. Đây là nó yêu cầu công thức thôi. Còn cách thông thường ấy, mình sẽ điền là 1 này, xong các bạn điền 2. Đấy, mình điền 2 ô xong mình kéo xuống là được. Câu số 2, căn cứ vào ký tự đầu tiên bên trái của mã nhân viên và bảng tra phòng ban, hãy điền tên phòng ban cho các nhân viên ở cột phòng. Thì đây, phòng ban thì mình căn cứ vào ký tự đầu tiên bên trái là mã nhân viên đây, ví dụ ở đây là A. Sau đó mình tra cái phòng ban ở đây để mình ghi được tên phòng. Bạn chú ý nhé, cái bảng tra phòng ban ở đây nó lại làm theo hàng. Đấy, tức là nó làm theo hàng ngang ở đây. Thì các bạn phải dùng hlookup rồi. Thì mình làm luôn nhá. Đầu tiên các bạn phải tách một ký tự thì các bạn có thể dùng hàm left này. Thì đầu tiên là bằng này, đầu tiên là hlookup trước này. Đầu tiên là giá trị dò thì các bạn lấy left của một ký tự của phần mã nhân viên -1, các bạn đóng ngoặc lại để xong hàm left nhá. Phẩy thành phần thứ hai của hàm hlookup là chính là cái bảng dò ở đây, các bạn bôi đen cái bảng dò ở đây. Các bạn ấn F4 để cố định nhá. Tại sao mình phải ấn F4? Tại vì khi mình tích cho các nhân viên ở dưới này thì cái bảng giá trị dò đây nó không thay đổi. Tức là cái bảng tham chiếu ở đây nó sẽ là luôn luôn cố định cho bất cứ nhân viên nào. Đấy, các bạn phải, cái hàng trả về là hàng số 2. Đấy, phải, ở đây mình tìm chính xác các bạn trả về là 0. Đấy, các bạn đóng ngoặc lại. Đấy, như vậy A là phòng kế hoạch này. Đấy, các bạn tích đúp nhé. Đấy, B là hành chính, C là kế toán. Câu số 3, căn cứ vào số liệu ở cột chức vụ và bảng tra phụ cấp, hãy điền phụ cấp chức vụ cho mỗi nhân viên. Đấy, ở đây ta có chức vụ rồi và đây là bảng phụ cấp rồi. Thì mình, các bạn chú ý nhé, cái bảng tra phụ cấp ở đây lại bố trí theo cột, tức là theo hàng dọc ở đây. Thì các bạn dùng VLOOKUP rồi. Nó ngược với cái bảng phòng ban ở đây là theo hàng ngang. Thì phụ cấp mình làm luôn nha, các bạn bằng VLOOKUP này. Đầu tiên thành phần dò đây chính là cái cột chức vụ. Ở đây mình không tích được thì các bạn gõ luôn cho mình ở đây là cột là ô F3. F3. Phải. Thành phần thứ hai là bảng giá trị dò, chính là cái bảng phụ cấp ở đây. Đấy, các bạn ấn F4 để cố định. Phải. Thành phần tiếp theo cột trả về là cột số 2 ạ. Phải, mình tìm chính xác, mình ghi là 0 hoặc false. Đấy, enter. Thì giám đốc là được phụ cấp 50.000. Đấy, phó giám đốc là 40.000, trưởng phòng 30.000 và nhân viên khoảng 10.000 thôi. Phó phòng thì được 2.000. 20.000. Câu số 4, tính thực lãnh cho mỗi nhân viên, biết rằng thực lãnh thì bằng phụ cấp chức vụ cộng với lương. Đây các bạn có phụ cấp chức vụ và lương cơ bản rồi, thì thực lãnh các bạn bằng phụ cấp ở đây các bạn cộng với lương ở bên này. Đấy, các bạn tích đúp nha. Ok. Câu số 5, tính tổng cộng cho các cột thực lãnh. Đây, tổng cột cho các cột thực lãnh ở đây các bạn bằng sum này. Đấy, các bạn bôi đen tất cả cái cột ở đây, chức vụ. Để mình test nhé. Mình kéo sang đây. Đấy. Cách thứ hai ấy, thì mình có thể dùng phím tắt này các bạn. Bấm an bằng này. Ví dụ an bằng ở đây. Đấy. An bằng là phím tắt của hàm sum. Đấy các bạn. Tương tự các bạn kéo sang cái ô này. Đây các bạn thấy không? Nó sẽ bằng với cả kết quả tham khảo ở đây. Như vậy là mình làm đúng rồi nhé. Câu số 6. Thao tác định dạng và kẻ khung cho bảng tính. Thì câu này đơn giản thôi. Ví dụ mình bôi đen này. Thì định dạng chung chung thì các bạn có thể định dạng theo ý các bạn. Ví dụ mình tích vào đây, mình tích on border này. Đây cái phần title, tức là phần nhãn ở đây thì mình để màu chẳng hạn thế. Đấy, các bạn nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đây tổng cộng thì mình cũng lên cho vào khung luôn của mình. Đây cả khung to thì các bạn có thể cho một cái viền to ở đây. Đấy. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài số 83. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ gái Excel. Xin chào và hẹn gặp lại.